gì nhau. Đó, à, nó bị cái dấu thử gì. Lóc rồi. Nè. Hết bảo trì rồi đó, cái này và cái này nè. Đó, mấy bạn thấy không? Cái này nó hết bảo trì nên nên mình vô hơi lắc. Nên mình bắt đầu vô cái nó bị nó hơi lắc xíu xíu rồi. À mình quên nữa cái vụ mà cái kênh internet, cái kênh người ta nói là người ta nói là phải đợi hết 2 ngày á, nó mới trở về này mọi người. Mấy bạn nhớ giữ hủ nha. Trời về. Chúng mình còn ra video về em gái sức hoặc là về cái gì là về cái về Smith Vincenter nữa. Đó và cái và blog food nữa. Chứ làm ba cái đó thôi nên mình không có làm hết được. À mình quên nữa, thêm cái hẹn máy này nha. Hẹn máy mình chưa coi. Mình sắp hợp rồi, 8 giờ 52 luôn nè. Và nhớ một nút đăng ký để mình ra nhiều video mới như nào mình chạy với mình chạy. Bye bye. Tại vì gốc đó có hết này nè. Thôi, đi sao? Bye bye. Gốc đó hết này đó. Giờ thử nha. Ok, bye.